Thưa quý vị, thưa các bạn, trên bục giảng, thầy Nguyễn Chí Nguyện, giảng viên môn ngữ văn của trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, luôn tâm đắc và thành công với mô hình minh họa từ các buổi trải nghiệm thực tế nhằm giúp bài giảng phong phú hơn, đồng thời gần gũi với thực tế để giúp thầy giảng hay, trò học tốt. Theo suy nghĩ của em thì thầy là một người rất là hòa đồng, vui vẻ đối với học sinh và rất là tận tâm, nhiệt huyết. Và khi mà tụi em hoạt động chung với thầy thì em không có cái khoảng cách xa giữa thầy trò và học sinh mà cảm thấy rất là gần gũi. Qua những cái trải nghiệm đó thì giúp chúng em là tiếp thu được một những cái kinh nghiệm mà cần thiết về kỹ năng sống hay là tự lập. Khi mà tham gia những cái hoạt động đó thì chúng em có thể gặp được, tiếp xúc được với nhiều người khác nhau, có thể hiểu được cái hoàn cảnh của họ và cũng như là thông cảm và chia sẻ cùng với họ những cái điều niềm vui. Còn hoạt động chuyên môn thì em cũng lồng ghép trong những cái tiết sinh hoạt lớp hoặc là những cái giờ dạy của mình về những cái câu chuyện, về những cái cuộc đời hoặc là những cái bài dạy của bác trong di chúc hoặc là trong những câu chuyện kể được các cái nhà xuất bản sách sưu tầm và in để truyền dạy rộng rãi đến thanh niên. 26 tuổi, thầy giáo Nguyễn Chí Nguyện đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy bộ môn văn và tiếng Việt. Từ kinh nghiệm được tích lũy trong thực tế, được thầy Nguyễn Chí Nguyện luôn vận dụng hợp lý trong giảng dạy và sinh hoạt chuyên đề của bộ môn. Với phương châm học đi đôi với hành, thầy luôn tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội. Thông qua đó giúp các em chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải nghiệm thành tri thức mới, kỹ năng mới, góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. Ở bác thì có rất nhiều những cái đức tính mà em trân quý, ví dụ như là đức tính giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và một cái đời sống rất là chân thành. Đó là những cái đức tính quan trọng mà em học hỏi được ở bác. Trong cái thời gian mà thầy hoạt động tại trường, không chỉ ở vai trò là giáo viên mà thầy còn là một phó bí thư đoàn trường. Và với vai trò của ban lãnh đạo nhà trường thì rất là hãnh diện khi mà thầy là một trong những giáo viên được nhận là nhà giáo trẻ tiêu biểu học tập làm theo lời bác. Ngoài ra, thầy còn là chủ nhiệm câu lạc bộ MC dẫn chương trình và câu lạc bộ sách tại trường, được nhiều bạn đọc hưởng ứng. Chính nhờ những cố gắng không ngừng, thầy giáo Nguyễn Chí Nguyện đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen từ các ngành, các cấp.